Những ngày này, bên cạnh sự chú ý dành cho diễn biến của dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra tại Trung Quốc, dư luận cũng rất quan tâm đến tiến trình xây dựng hai bệnh viện giã chiến đặt tại vùng tâm bệnh Vũ Hán. Hai bệnh viện với sức chứa hàng nghìn giường bệnh này sẽ được hoàn thiện chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày. Một con số cho thấy nỗ lực chạy đua với thời gian, quyết tâm đánh bại dịch bệnh của nhân dân và chính quyền Trung Quốc. Ngoại ô thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Công trường xây dựng hai bệnh viện dã chiến dành cho các bệnh nhân mắc phải dịch viêm hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân xây dựng đang làm việc bất kể ngày đêm với tốc độ thi công đáng kinh ngạc để nhanh chóng hoàn thiện công trình, giảm tải sức ép cho các bệnh viện bên trong nội đô. Trung Quốc còn cho phát trực tiếp quá trình xây dựng, thu hút hơn 37 triệu người xem. Anh làm việc ở đây từ mấy giờ? Tôi làm từ 9 giờ 30 tối đến 7 giờ 30 sáng hôm sau. Có mệt không? Chúng tôi ổn, có nhiều người cùng làm nên công việc trở nên dễ thở hơn. Các anh có nói với gia đình rằng sẽ đến Vũ Hán xây bệnh viện không? Chúng tôi tình nguyện đến Vũ Hán, gia đình đều đồng ý và động viên. Xây dựng bệnh viện phục vụ người dân là điều quan trọng. Chúng tôi ý thức được điều đó và sẵn sàng cho công việc. Bệnh viện thứ nhất có tên là Hushenshan, nằm ở quận Kaidian, khởi công ngày 23 tháng 1 và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 3 tháng 2 này. Bệnh viện thứ hai là Shan, nằm ở quận Jiangxin, khởi công ngày 25 tháng 1 và sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 2. Cả hai bệnh viện đều được xây dựng chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 ngày và có sức chứa lần lượt là 1.000 và 1.500 giường bệnh. Một khi hoàn thiện, các bệnh viện này sẽ là công cụ quan trọng để kiểm soát dịch bệnh, cách ly những người nhiễm bệnh và giảm khả năng lây truyền virus sang người khác. Hai bệnh viện dã chiến này đều sử dụng mô hình lắp ghép, xây nhanh và tốn ít kinh phí. Tương tự bệnh viện Xiao Tangshan được xây dựng ở thủ đô Bắc Kinh hồi năm 2003 nhằm chống chọi đại dịch SARS.